Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng React để có thể tạo ra một cái bảng điều khiển cho người sử dụng và sản phẩm. Và chúng ta cần phải cài đặt cái gói thư viện NPM. Thứ nhất là React Admin. Thứ hai đó là RA Data Simple REST. Cái này được dành cho React Admin. Và cuối cùng đó là JSON Server. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ vào thư viện để chúng ta viết cái bài học ngày hôm nay. Đó, mình sẽ ấn là CD và mình sẽ vào cái thư mục React Admin Panel. Đây là một thư mục trống. Và sau đó thì mình sẽ gõ npm init và mình ấn enter tất cả. Và sau đó ấn là yes. Sau đó thì mình sẽ mở cái thư mục này bằng Visual Studio Code. Và chúng ta thấy ở đây, chúng ta đã đang ở trong cái thư mục này rồi. Và bắt đầu mình sẽ cài thư viện đầu tiên, đó là JSON Server NPM. Mình copy cái lệnh ở bên này và mình paste nó vào cái terminal này. Và chúng ta thấy là nó đã được cài đặt. Và chúng ta nhìn vào Visual Studio Code ở đây, chúng ta nhìn vào phần package.json ở đây và thư viện JSON Server 0.17.0. Và tiếp theo ở phần scripts này, các bạn viết thêm cho mình một lệnh nữa, đó là lệnh serve hoặc là server. Và nó sẽ viết là JSON server hai gạch ngang watch và database.json. Tức là khi mà chúng ta gõ cái lệnh này thì JSON server nó sẽ chạy và nó sẽ theo dõi những cái hoạt động của chúng ta khi mà chúng ta tạo ra thay đổi nào đó trong phần code thì nó sẽ khởi động lại server và nó sẽ lấy thông tin và từ cái cơ sở dữ liệu là database.json ở cái file này. Và file này thì chúng ta chưa có và bây giờ chúng ta sẽ tạo ở gốc của cái thư mục này và mình sẽ gọi là new file và mình đặt tên nó là database.json. Và trong cái database.json này nó là một cái file trống và mình sẽ bắt đầu mình phải khai báo những cái thông tin của nó. Thứ nhất đó là products, là những cái sản phẩm. Và đây là một cái mảng. Do vậy là chúng ta sẽ phải gồm có những cái sản phẩm con. Và mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ phải có, thứ nhất đó là ID. Và mình đặt là 1. Cái thứ hai nó phải có là name, là tên của sản phẩm. Ví dụ mình đặt là Xperia. Thứ ba nó là brand, tức là cái thương hiệu từ hãng nào và mình đặt là Sony. Và cuối cùng đó là price, là giá bán là bao nhiêu, mình đặt là 300. Và mình sẽ copy phần này và mình sẽ tạo ra cái sản phẩm thứ hai và mình đặt nó là Samsung S22, nhãn hiệu là Samsung và giá là 500. Mình tạo thêm sản phẩm thứ ba và tên nó là iPhone 13, nhãn là Apple và giá là 1.300. Như vậy là chúng ta đã xong phần products. Và tiếp theo mình sẽ tạo thêm một phần nữa là phần user. Và user này nó cũng là một cái mảng và chúng ta sẽ gồm có hai user. Thứ nhất đó là mình cũng có cái ID và mình đặt đây là 1. Và user này thì cũng phải có tên, mình đặt là John Doe. Company
là công ty. Mình sẽ đặt là Việt Nam. Tiếp theo mình sẽ tạo ra người thứ hai. Mình copy cái trên và mình viết xuống phía dưới cho nó nhanh. Và người này, cô này tên là Jane Doe và chúng ta đặt là Việt Nam News. Như vậy là chúng ta đã xong được hai mục, đó là Products và User để trong cái database.json này. Và sau đó chúng ta sẽ chạy cái lệnh đó là npm run, và lệnh này đó là server, tức là chúng ta bảo với là npm hãy chạy cái server này đi. Và chúng ta thấy ở đây là nó đang chạy, và home ở đây là 3000, và resources tức là các cái nguồn tài nguyên là gồm có products và user là hai cái mà chúng ta đã tạo. Tiếp theo, để kiểm nghiệm là chúng ta làm có đúng hay không thì các bạn nhìn vào postman ở đây. Và postman ở đây thì các bạn ấn vào dấu cộng này, khi mà chưa có gì cả chúng ta ấn vào dấu cộng này, và chúng ta có thể có lệnh get hoặc là lệnh post. Và để thử nghiệm thì đầu tiên là mình sẽ copy cái đường link ở đây, product, và mình sẽ paste nó vào đây. Như vậy là get, phương thức là get là lấy thông tin. Và chúng ta cùng xem, chúng ta ấn vào chữ send ở đây. Và chúng ta thấy đúng là server đã trả về cho chúng ta ba sản phẩm, và ở đây cái status của nó là 200 và ok là đúng. Tiếp theo ở đây mình chọn đây là user, và mình cũng ấn vào send, và chúng ta cũng thấy là có hai user ở đây. Tiếp theo mình sẽ ấn vào post, và mình sẽ post ở đây mình sẽ viết là products, và mình sẽ lấy thông tin vào đây ở phần database.json này, và mình sẽ tạo thêm một cái sản phẩm nữa. Mình copy cái này và sau đó mình quay trở lại postman và vào phần body và raw. Ở đây chúng ta chọn là JSON và sau đó mình post vào đây. ID lúc nãy bây giờ mình đặt là 4, và sản phẩm khác mình đặt là Oppo chẳng hạn. Brand Oppo Company, giá của nó là 400, và chúng ta cùng xem là liệu rằng là có vấn đề gì không khi mà chúng ta đã đăng lên một sản phẩm mới, và chúng ta ấn vào đây send, và chúng ta thấy họ trả về đây là chúng ta đã có thêm một sản phẩm mới. Và các bạn nhìn vào cái database.json ở đây, và chúng ta đúng là chúng ta có thêm cái sản phẩm mới ở đây là 4. Và ví dụ như là mình tạo thêm một người dùng nữa thì mình cũng có thể làm tương tự. Mình cũng copy cái này và mình vào postman và mình sẽ paste vào đây. Và người này người thứ ba, và mình sẽ đặt là Jane Smith, và cô này làm ở Reuters News, và ở đây mình sẽ phải thay đổi nó thành là user và post vào cái đường user và với những cái thông tin như này, và chúng ta ấn vào send, và đây chúng ta có thêm được một người dùng nữa. Và chúng ta nhìn vào đây, nhìn vào cái database.json này, chúng ta thấy là ở đây chúng ta có thêm được một người mới nữa. Như vậy là cái API của chúng ta đã hoạt động theo đúng ý đồ. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải cài đặt hai cái thư viện là React Admin và RA Data Simple REST.
Các bạn mở Visual Studio Code vào đây. Ở phần này. Và ở đây cái terminal này các bạn phải mở thêm cái tab nữa. Và ở trên Mac thì ấn là Command T. Và sau đó thì các bạn vào cái thư mục mà chúng ta vừa mới tạo để chúng ta viết dự án, đó là React Admin Panel. Chúng ta ấn CD này, sau đó React Admin Panel vào đây. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục để chứa React. Và khi mà các bạn ở trong cái thư mục này rồi thì các bạn sẽ phải gõ npx create react app, và mình gọi thư mục này nó là front end, và chúng ta chờ khoảng tầm 1 phút và create react app sẽ tạo ra cho chúng ta một cái thư mục mà trong đó có sẵn các cái thành phần để cho chúng ta có thể viết được cái app này, và chúng ta cần phải thay đổi một chút. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong, và các bạn nhìn vào phía bên tay trái này, chúng ta đây có, đây là cái thư mục của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta có front end, là cái thư mục để chứa cái React, và các cái phần bên ngoài này chính là cái phần back end, phần API. Và trong phần front end này thì các bạn sẽ phải CD vào cái mục là front end, và chúng ta sẽ cài đặt các cái thư viện React Admin và React Data Simple REST. Trước hết là React Admin, chúng ta copy cái lệnh này. Và các bạn nhớ là chúng ta đang ở trong cái thư mục là front end. Và chúng ta sẽ chạy cái dòng lệnh này. Tiếp theo là các bạn quay sang bên tab này, và chúng ta cũng copy dòng lệnh này. Và chúng ta quay trở lại terminal. Chúng ta chờ một chút. Và sau đó chúng ta lại paste vào đây. Các bạn nhớ vẫn là ở trong front end, và chúng ta ấn enter. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong hai thư viện đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy cái lệnh là npm start để có thể là khởi động React. Và ba cái tab này tạm thời mình sẽ tắt đi, tại vì chúng ta không dùng đến nữa. Như vậy là React đã được cài đặt và khởi động. Các bạn nhìn vào Visual Studio Code ở đây, chúng ta cần phải dọn một chút trong cái source này, có những cái mà chúng ta không cần đến. Các bạn nhìn vào app.js ở đây, mình không cần dùng cái logo và cũng như là cái app.css này, mình sẽ xóa nó đi. Tiếp theo là phần header này mình cũng xóa luôn. Và mình chỉ còn có phần mỗi app này thôi. Tiếp theo là app test này mình cũng xóa này. Index CSS xóa. Logo delete. Setup test.js xóa. Và chúng ta bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái app.js. Và bắt đầu chúng ta sẽ phải sử dụng những cái nguồn tài nguyên ở trong cái React Admin. Đầu tiên là chúng ta phải import admin và resource from React Admin, chính là cái thư viện mà chúng ta vừa tạo, vừa chúng ta vừa mới cài đặt. Tiếp theo đó là import simple REST provider from React admin data simple gạch ngang REST. Đấy là chúng ta đã nhập vào hai cái thư viện mà chúng ta vừa mới sử dụng. Và tiếp theo ở đây, các bạn nhìn vào cái phần
app ở đây và chúng ta nhìn vào phần package.json ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ là chạy ở trên cái port bằng 3001 để tránh cái port 2000, cái tránh cái port 3000 ra, tại vì port 3000 nó đang là của cái JSON server nó đang chạy. Mình tạm thời mình tắt đi và mình sẽ khởi động trở lại. npm run server và chúng ta chạy lại cái server này, và trong phần front end này thì chúng ta chạy là npm start. Như vậy là một cái nó sẽ chạy ở trên cổng 3000 và một cái nó sẽ chạy ở trên cổng 3001, và chúng ta sẽ phân biệt nó. Cái tiếp theo đó là ở phần dưới script này, các bạn viết thêm cho mình cái dòng đó là proxy, và mình sẽ copy nguyên cái dòng này ở đây. Và đây là bên React này nó đang phàn nàn là chúng ta cần phải xóa cả cái index.css, và các bạn nhìn vào index ở đây chúng ta cũng không cần cái này nữa, chúng ta cũng xóa đi và mọi thứ ổn thỏa. Bên này cũng vậy, và ở đây mình sẽ phải copy cái đường link home ở đây ở bên server, và sau đó thì mình sẽ phải mở cái package.json ở đây, và trong proxy chúng ta phải paste nó vào, và tức là nó sẽ chấp nhận việc là lấy thông tin từ cái cổng này để cho React lấy thông tin ở cái cổng này. Và các bạn nhớ là package.json này là ở phần front end. Và tiếp theo chúng ta sẽ đóng cái package.json này vào. Và chúng ta nhìn vào cái app.js ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái React Admin. Đầu tiên là chúng ta phải mở cái thẻ admin. Và trong này chúng ta sẽ viết là resource. Admin và resource là hai cái mà chúng ta nhập ở React Admin. Và trong cái admin này thì chúng ta sẽ phải có cái data provider, tức là nhà cung cấp dữ liệu. Và chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, và chúng ta sẽ viết là simple REST provider, chính là cái này. Và sau đó chúng ta mở ngoặc và chúng ta paste cái đường link localhost của chúng ta vào. Tức là cái phần này nó sẽ lấy cái thông tin từ cái localhost này, những cái thông tin là user và product, để mà nó chạy vào trong phần admin và có cung cấp thông tin cho phần resource. Và resource này mình sẽ lấy tên là name bằng, và lúc này chúng ta phải lấy tên là products, là những cái sản phẩm mà chúng ta vừa tạo ra lúc nãy. Tiếp theo nữa, chúng ta phải có list bằng list, tức là tiếng Anh có nghĩa liệt kê. Và lúc này các bạn phải viết là list product. Và chúng ta phải sử dụng cái hàm list product này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có, thì chúng ta sẽ phải khai báo nó ở phía trên. Import list products, chúng ta có SC ở đây tại vì là có nhiều sản phẩm, from, và mình lấy ở thư mục component, và products. Và các bạn nhìn ở phía bên front end này, chúng ta nhìn vào source và thư mục component chúng ta chưa có. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra, và chúng ta có là components. Và trong components này chúng ta sẽ có thêm một cái file đó là products.js.
Và trong file product.js này thì chúng ta sẽ phải khai báo cái hàm list product này. Và chúng ta sẽ có là export const list products bằng, đây là một cái arrow function và nó chứa các cái props và nó sẽ trả về. Ở trong này chúng ta có là list. Và trong list này, để sử dụng cái list này thì chúng ta cũng phải import nó từ trong cái React Admin. Import list data grid. Và chúng ta có đây là data grid. Và chúng ta import from React Admin. Và trong cái data grid này, data grid tức là một cái khung để chúng ta có thể là điền các cái thông tin vào, nó giống như là cái bảng biểu. Và chúng ta sẽ phải có các cái mục, đó là text field. Và text field này chúng ta sẽ có, chúng ta cũng sẽ phải nhập nó ở phía trên. Text field. Và cái text field này chúng ta sẽ có là source, cái nguồn của nó, bằng thứ nhất đây là ID, chúng ta copy. Cái thứ hai sản phẩm thì chúng ta có ID là cái nhất, cái thứ hai là name này, và tiếp theo đó là brand này, và cuối cùng đó là price. Chúng ta đã thông báo được những cái nguồn của nó và chúng ta export cái hàm này đi. Và cái app này nó sẽ nhận cái hàm này và nó sẽ trả về với cái list này, thì chúng ta sẽ có được một cái bảng mà chứa các cái thông tin về các cái sản phẩm này. Và chúng ta cùng xem products. Và chúng ta thấy là something went wrong ở đây, tức là có vấn đề gì đó. Và chúng ta cùng nhìn vào đây. Và ở đây chúng ta phải có một cái thông tin, đó là spread operator và props ở đây. Và bây giờ chúng ta mở lại. Và ở đây chúng ta thấy là có lại có vấn đề nữa, là content range header is missing HTTP response. Và nó đòi hỏi là chúng ta phải viết một cái header có access control expose header. Như vậy là chúng ta vẫn phải tiếp tục là cài đặt lại. Và chúng ta nhìn vào đây, chúng ta nhìn vào cái package.json ở đây. Ở phần ngoài cùng cái thư mục backend thì chúng ta tạo ra một cái file mới có tên là contentrange.js. Và đây nó sẽ đóng vai trò như là một cái middleware để chúng ta có thể là giải quyết cái lỗi vừa xong. Đó là module.exports bằng request response và next. Sau đó các bạn sẽ tạo ra một cái arrow function. Và cái phần viết middleware này thì mình cũng đã trình bày ở phần Node.js. Các bạn có thể xem ở phần playlist của mình. Và ở đây, phần này rất quan trọng, rest.header. Và lúc này chúng ta sẽ phải viết là access control expose headers phải, xong rồi content range. Đấy là dòng thứ nhất. Dòng thứ hai chúng ta viết là rest header, và các bạn cứ chép y nguyên content range.
và mình sẽ đặt là products mười cho đến từ không cho đến 20 sản phẩm mà trên tổng số là 20. Và cuối cùng là các bạn chạy là next, là chúng ta đã viết xong được cái middleware này. Chúng ta sử dụng cái middleware này để chúng ta giải quyết cái lỗi vừa xong. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái package.json ở phía bên server. Và ở cái dòng server này, các bạn thêm cho mình gạch ngang middleware có s ở cuối, chấm gạch chéo, tức là nó chạy cái file này ở cùng cái cấp này, cùng cái hàng này, và chúng ta sẽ có là content gạch ngang range.js. Và chúng ta thấy ở đây nó là content range.js, nó ngang hàng với cả package.json. Do vậy là chúng ta viết một dấu chấm gạch chéo. Sau đó các bạn nhìn vào node này, chúng ta khởi động lại. Chúng ta khởi động lại node và chúng ta khởi động lại cả React. Đầu tiên là khởi động lại node trước và cái bên API trước, npm run server. Chúng ta chạy thử và nó đang báo ở đây là chúng ta thấy là middleware content range.js. Và ở bên này chúng ta sẽ chạy lại npm start, tức là chúng ta chạy lại cái React. Và chúng ta thấy là port 3000 và mọi thứ đang load trở lại. Và như vậy là chúng ta thấy là các cái sản phẩm ở đây chúng ta đã thấy xuất hiện. Và tuy nhiên là các cái sản phẩm này nếu mà chỉ xuất hiện thế này thì chúng ta vẫn chưa thấy đủ cái tính năng của cái React Admin. Và chúng ta cần phải thêm, ví dụ chúng ta có thêm sản phẩm, hoặc là chúng ta xóa đi, hoặc là chúng ta sửa đổi cái sản phẩm đó, thì chúng ta cần phải làm như sau. Các bạn quay trở lại app và chúng ta thấy ở đây là có một cái, đây là list, và list tức là liệt kê. Và ngoài liệt kê ra nó còn có thể làm công việc khác, ví dụ như là edit, tức là thay đổi bằng. Chúng ta cũng làm tương tự. Và lần này chúng ta sẽ viết là edit product. Và nó phải nhập từ phía trên này. Chúng ta viết là edit product. Cái này phải lấy ở phía trên này. Nó nhập từ cái product. Mình tạm thời đóng hai cái file này vào. Và chúng ta product ở đây. Thì chúng ta mới có cái list thôi, còn cái edit thì chúng ta chưa có. Bây giờ chúng ta lại làm tương tự, export const edit product số ít ấy, tại vì là chúng ta chỉ có thể là sửa đổi từng cái một. Và đây cũng là một cái arrow function. Phía trong này thì chúng ta có là props và chúng ta phải nhập thêm một cái tính năng của React Admin, đó là edit ở đây, và một cái nữa đó là simple form, và tiếp theo nữa là edit button text input và cả create nữa. Đây, đây các bạn thấy đây là chúng ta cần rất nhiều các cái tính năng từ React Admin thì chúng ta mới có thể là sử dụng được nó. Và edit product thì chúng ta cần phải có ở đây là mình sẽ thay bằng là ngoặc tròn. Sau đó ở đây chúng ta sẽ dùng cái edit. Chúng ta đóng lại. Và ở phần edit này cũng giống như list này, chúng ta cũng cần phải có cái props của nó. Mình sẽ truyền vào đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ phải có, khi mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải có một cái form, một cái đơn để chúng ta điền cái thông tin mới vào, thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là simple form này chúng ta cũng lấy ở phía của React Admin ở đây, simple form. Và tiếp theo đó là
Text input. Text input ở đây là cái mà chúng ta cũng sẽ nhập ở React Admin, và chúng ta cần phải có mấy mục? 1, 2, 3 mục. Và tiếp theo source, ở đây chúng ta có đó là name. Ví dụ chúng ta thay đổi tên sản phẩm. Cái thứ hai là source bằng, các bạn nhìn lên phía trên, brand, nhãn hiệu. Và cuối cùng là source bằng, và đây là price. Chúng ta có thể là thay đổi giá cả. Và như vậy là chúng ta đã xong cái hàm là edit product, và chúng ta đã export nó đi. Và app này nó sẽ nhận edit product ở đây. Và ở phía trên này nữa, chúng ta cũng có thể thêm một cái, khi mà chúng ta liệt kê ra toàn bộ những cái sản phẩm thì chúng ta có thể có một cái nút bấm để chúng ta có thể là thay đổi nó. Và đây là edit button, và edit button chúng ta cũng nhập ở phía trên này. Và chúng ta sẽ có base path bằng, đây là products. Chúng ta phải khai báo cái base path này, tức là cái gốc của nó, tại vì nếu không thì chúng ta sẽ nhầm với thành là cái user. Rồi chúng ta lưu lại và chúng ta cùng nhìn vào Google Chrome. Chúng ta thấy ở đây các cái nút edit nó đã xuất hiện ở đây rồi. Và bây giờ ví dụ như là mình muốn thay đổi cái Oppo chẳng hạn từ 400 thành là 450, thì mình ấn vào edit. Và đây mình sẽ viết là 450. Và sau đó mình ấn vào save. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là 450. Tiếp theo là mình muốn tạo thêm một số các sản phẩm, tại vì chúng ta không thể nào chỉ có 4 sản phẩm này được. Và chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta lại quay trở lại app. Và chúng ta có list, edit, và cái tiếp theo sẽ phải là create. Tiếng Anh có nghĩa là tạo ra. Và mình sẽ gọi là create product, là tạo ra sản phẩm. Và ở phía trên này chúng ta cũng phải nhập nó vào là create product. Và các bạn cứ làm theo đúng cái dòng chảy như vậy. Ở bên product này thì chúng ta sẽ có là create product, và mình sẽ copy cái phần edit product này và mình paste xuống đây. Mình thay đổi một chút thôi. Ở đây mình sẽ viết là create product. Và mình giữ nguyên các thứ, chỉ thay đổi ở đây không là edit nữa, mà nó phải là create. Rất đơn giản và rất là logic. Và create ở đây chúng ta đã nhập từ React Admin rồi. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại Google Chrome. Và chúng ta thấy, nhìn thấy ở đây là có cái nút create. Và chúng ta cùng làm thử. Chúng ta ấn vào nút create và name, ví dụ như là milk new chẳng hạn, của Vinamilk, giá là 10 đồng chẳng hạn. Và chúng ta ấn vào save. Và chúng ta quay trở lại product ở đây, thì chúng ta thấy là nó đã ra cái sản phẩm mới, và nhãn hàng, và giá cả. Và các bạn thấy ở đây là nó hiện ra cái ID thì trông có vẻ như là đây, cái ID này là do phần React nó tự tạo ra cho chúng ta. Và các bạn cũng có thể là ẩn nó đi bằng cách là như sau. Chúng ta bỏ cái này đi thôi. Trong phần Data Grid của phần List Product, chúng ta bỏ nó đi. Và chúng ta thấy nó hiện ra đây là những cái sản phẩm của chúng. Và sau đó mình có thể là thay đổi. Ví dụ như là sữa cho trẻ em chẳng hạn, Vinamilk,
react.co chẳng hạn, và chúng ta ấn vào save. Và chúng ta thấy là mọi thứ đều đã được thay đổi. Và như vậy là chúng ta đã có thể là kết hợp giữa front end và back end, và cũng như là sử dụng được với phần product. Tuy nhiên là phần product này các bạn cũng có thể là thêm, ví dụ như là chúng ta thêm một cái user ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. App ở đây, resource ở đây, mình sẽ copy và mình sẽ paste nó xuống đây. Name ở đây, chúng ta không viết là name nữa mà chúng ta phải viết là user. Và sau đó thì ở đây chúng ta cũng phải thay đổi một loạt list user, edit user, create user. Và sau đó thì chúng ta cũng làm một cái dòng tương tự như phía trên này. Chúng ta lại paste nó vào đây. Chúng ta có list user, edit user. Đây là một cái bài tập rất là tốt để chúng ta có thể là nhớ lâu. Và các bạn cứ làm vài lần như vậy thì chúng ta sẽ rất là thành thục user. Chúng ta không nên là copy và paste nhiều quá, thì như vậy là chúng ta sẽ quên rất là nhanh. Và sau đó ở đây thì chúng ta cần phải tạo thêm ở trong thư mục component đây, chúng ta thêm một cái file nữa, đó là user.js. Và trong phần user.js này thì chúng ta sẽ copy toàn bộ cả của cái product.js này, chúng ta chuyển sang user. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải thay đổi một chút. Ví dụ ở đây chúng ta phải viết là list user và edit user và create cũng phải là user. Tiếp theo nữa chúng ta cũng phải thay đổi các cái phần phía trong này. Ví dụ như là base path thì chúng ta phải viết là đây là user. Tiếp theo là user của chúng ta trong cơ sở dữ liệu là chúng ta thấy là ở đây là có tên và công ty. Vậy thì chúng ta cũng phải viết tương tự như vậy. Đó là tên này và công ty. Chúng ta viết là company. Và chúng ta bỏ cái price đi. Tiếp theo ở đây chúng ta bỏ cái price đi. Và bỏ cái price ở đây nữa. Chúng ta thay đây là company. Và đây cũng là company. Và sau đó khi mà chúng ta đã kiểm tra hết tất cả mọi thứ, khi mà mọi thứ đã ổn rồi thì chúng ta lưu nó lại. Và chúng ta nhìn lại cái app này, đây cũng là user rồi. Và chúng ta cùng nhìn lại Google Chrome và chúng ta thấy có user ở đây và hiện ra đúng những thứ mà chúng ta cần. Và chúng ta có thể thay đổi ở đây. Ví dụ chúng ta thay đổi cái chữ gender edit thì chúng ta thay bằng là Vietnam News, chúng ta thay bằng Vietnam Airlines. Chúng ta save, chúng ta thay đổi đó. Và chúng ta thấy đây là Vietnam Airlines đã được thay đổi. Và ở đây các bạn cũng có thể là export ra, ấn vào đây thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái bảng Excel như thế, rất là hay. Và create ở đây chúng ta có thể là thêm cái tên mới và thêm cái, hoặc là thêm cái, thay vào đó một cái công ty mới. Mình sẽ làm thử, ví dụ như là tên mình ạ, home office nhỉ. Mình ấn vào save rồi, và chúng ta nhìn thấy ở đây. Và tiếp theo các bạn cũng có thể tạo ra một cái admin panel bằng cách như sau. Các bạn nhìn vào Visual Studio Code ở đây và chúng ta nhìn vào source ở đây, chúng ta có component rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái component nữa, mình đặt nó là new file, mình sẽ đặt nó là admin panel.js. Và trong cái admin panel này thì chúng ta sẽ có import cart content và cart header from
và chúng ta viết là a còng material UI gạch chéo core, và sau đó thì chúng ta sẽ viết ở phía dưới này const admin panel bằng, sau đó chúng ta sẽ viết đây là cart, và trong cart này thì chúng ta sẽ có là cart header, và chúng ta sẽ có thể viết là title bằng welcome to admin panel, tùy các bạn. Và đây tiếp theo dưới card header mình có thể là card content, và mình sẽ viết là this is the board to control all the products and users. Và để sử dụng được cái admin panel này thì chúng ta cần phải vào app này, và chúng ta sẽ gõ là dashboard bằng chúng ta phải nhập nó ở phía trên này. Chúng ta có là import, chúng ta có là admin panel from component, đây là admin panel. Và ở đây chúng ta phải export default nó ra, export default admin panel, và bên này chúng ta mới có thể nhập nó vào được là import admin panel from component admin panel, và dashboard ở đây thì chúng ta sẽ viết là admin panel. Và chúng ta nhìn lại đây, chúng ta thấy có cái dashboard ở đây, và chúng ta thấy là cái phần header và phần thân ở đây, các bạn có thể là trình bày thêm tùy các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cái project mà sử dụng React panel với các cái chức năng đó là quản lý products và user ở đây. Và chúng ta có thể là edit cũng như có thể là xóa nó đi được. User chúng ta cũng có thể là tạo thêm user mới, chúng ta có thể edit được, và cả chức năng là dashboard nữa. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.